Trong tương lai, Mỹ sẽ sàng lọc người dân của mình theo các tiêu chí nhất định. Chỉ cần là người vô dụng không có cống hiến gì cho xã hội đều sẽ bị đẩy đến một vùng hoang mạc để tự sinh tự diệt. Nữ chính Allen là một người vừa bị trục xuất. Bước qua hàng rào này đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn là công dân của nước Mỹ nữa. Nói đúng hơn, nếu Allen bị ai đó giết chết hay hấp diêm cũng không được pháp luật bảo vệ. Sau khi ăn chiếc bánh hamburger được phát như một đặc ân cuối cùng, nữ chính dự định sẽ đến Quất Lâm Trấn, nơi tá túc cho những kẻ bị khai trừ như cô. Cầm ca nước trong tay, Allen tràn đầy hy vọng, tự tin sải bước trên sa mạc đầy nắng và gió. Nhưng chưa đi được bao xa đã thấy mệt thở như cờ hó vì nóng quá không chịu được. Nhìn thấy một chiếc xe bỏ hoang ở gần đó nên cô nàng nhanh chóng vào trong tìm kiếm xem có thứ gì còn hữu dụng không. Đúng lúc đó, từ phía xa có một chiếc xe đang chạy đến. Dự cảm có điều chẳng lành nên Allen nhanh chóng vắt chân lên cổ rồi cắm đầu chạy thật nhanh. Nhưng giữa cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này thì đôi chân nhỏ bé của cô làm sao có thể thoát được. Tỉnh lại, nữ chính thấy mình đang bị trói tứ chi trên mặt đất. Trong tiếng nhạc, Vina hay người phụ nữ đô con xuất hiện tiêm cho Allen một mũi thuốc tê. Rồi sau đó dùng cưa cắt bỏ một tay và một chân của nữ chính để làm thức ăn. À ta còn dùng một chiếc chảo nóng dí mạnh vào vết cắt để cầm máu. Thì ra cô nàng tội nghiệp đã rơi vào tay của bọn ăn thịt người. Để săn đồng loại, chúng cần phải tích cực luyện tập sức khỏe. Ở đây, đàn ông hay đàn bà cũng đều to con vạm vỡ như những con hà mã. Allen chỉ là một trong những người xấu số bị bắt về đây làm thức ăn cho bọn chúng. Cũng phải thôi, vì ở giữa sa mạc như thế này thì lấy đâu ra thức ăn. Nếu muốn sinh tồn thì bắt buộc phải trà đạp lên nhau mà sống. Tôi đến chúng nhốt Allen vào một nhà kho cũ kỹ để dành làm thức ăn cho ngày mai. Biết được điều đó nên nữ chính đã tự làm bẩn cơ thể của mình với mong muốn được sống sót. Sáng hôm sau, ả đầu bếp bước vào định mang Allen đi chế biến thì thấy thức ăn của mình không được sạch. Vì vậy, ả liền mở khóa rồi đem Allen ra ngoài để tắm rửa kỳ cọ cho sạch. Nhân lúc ả ta không để ý, nữ chính đã với lấy một thanh sắt và dùng nó để tiễn người phụ nữ độc ác lên bàn thờ ngắm gà trời lông. Nhưng làm sao có thể chạy trốn với tình cảnh hiện tại như thế này được chứ? Allen may mắn tìm thấy một tấm ván trượt ở gần đó. Nữ chính vội nằm lên rồi dùng tay và chân để đẩy cơ thể đi. Nhờ vậy mà cô mới thoát khỏi cái nơi chết chóc đầy ám ảnh này. Thế nhưng dưới cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc đã khiến Allen mất nước trầm trọng. Chẳng còn chút sức lực nào nên cô đành buông xuôi và chấp nhận sự an bài của số phận. Trong lúc đám quạ đang trầu trực thần chết đưa nữ chính đi rồi rỉa xác thì may mắn đã mỉm cười với cô. Ông lão nhặt ve chai đi ngang qua vô tình phát hiện ra Allen nên đã cứu và đưa cô về Quất Lâm Trấn. Chớp mắt cũng đã 5 tháng trôi qua, nữ chính giờ đây cũng đã hồi phục và dần thích nghi với cuộc sống tại thị trấn này. Cô còn kiếm được một chiếc chân giả để có thể đi lại thuận tiện hơn. Mặt khác, tên thủ lĩnh của bọn ăn thịt người là Miami. Hắn giống như một kẻ đa nhân cách vậy. Khi ở gần cô, con gái cương Mio thì lại dịu dàng, ấm áp, dùng tài năng hội họa để vẽ chân dung con bé. Nhưng chỉ vài phút sau đó, hắn lại lạnh lùng tàn bạo chặt thịt người để làm bữa tối như một kẻ man dợ khát máu vậy. Còn Allen bên này, cô cảm thấy phẫn nộ và căm hận khi mình lại bị biến thành một kẻ thân tàn ma dại như thế này. Giống như người Việt Nam nghĩ là làm, Allen mang theo súng và băng qua hàng rào container ranh giới lãnh thổ của Quất Lâm Trấn và bọn ăn thịt người để trả thù. Lúc này, vợ con của Miami đang ở bãi phế liệu tìm kiếm những đồ vật có thể dùng được vì cố leo lên lấy tấm gương mà người phụ nữ tóc dù đã bị thương. Đúng lúc này, Allen với gương mặt căm phẫn từ từ bước đến. Mặc cho ả ta van xin tha mạng nhưng cô vẫn bóp cỏ giết chết đối phương ngay tại chỗ. Nhìn cô bé Mio ngơ ngác lay mẹ mình dậy, Allen có chút mùi lòng. Có lẽ do đã quá quen với cảnh chém giết rồi nên cô bé không hề hoảng sợ. Không thể để Mio một mình ngoài sa mạc nguy hiểm nên nữ chính quyết định đưa đứa trẻ này về Quất Lâm Trấn. Bên này, ông lão nhặt ve chai cũng đã chứng kiến mọi chuyện. Sau khi hai người về tới thị trấn, thấy Mio có vẻ thích những chú thỏ nên Allen đã mua cho Mio một con. Tuy nhiên, điều kiện được đưa ra là cô bé phải nghe lời nữ chính. Mặt khác, Miami chờ mãi mà không thấy vợ con quay về nên đã phóng xe đi tìm khắp nơi. Đến khi tìm được vợ thì xác của cô ta đã trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho bọn quạ rồi. Vì không thấy con gái ở đây nên hắn vẫn nuôi hy vọng cô bé con sống. Miami liền giơ bức hình và hỏi ông lão nhặt ve chai có thấy con gái mình hay không. Thấy khả năng hội họa của hắn nên ông lão đã yêu cầu Miami vẽ một bức tranh chân dung cho mình. Sau khi nhận tranh, ông lão cũng chỉ cho tên đô con này đến Quất Lâm Trấn tìm con. Tối đó tại Quất Lâm Trấn, toàn bộ cư dân ở đây đều hào hứng chào đón bữa tiệc đi tìm giấc mơ của những kẻ khốn khổ. Người đàn ông mồm lông giống lão sếp của tôi chính là thủ lĩnh điều hành nơi này. Ông ta sẽ phát cho mọi người một viên thuốc thần kỳ để tìm thấy giấc mơ của mình. Nghe sao cứ như phê đờ thế nhỉ? Lúc này Allen vẫn đang đắm chìm trong những giai điệu sôi động của thể loại nhạc Vina Hay, mà không biết rằng cô bé Mio vì tìm con thỏ nên đã đi lạc. Vô tình cô bé chạm trán với tay thủ lĩnh dâm dê đê tiện và bị hắn cùng người vợ dụ dỗ dẫn đi nơi khác. Lúc này dưới tác dụng của thuốc, nữ chính đã không còn tỉnh táo nữa. Con ma tóe chỉ đường dẫn lối đã khiến Allen mơ hồ bước đi vô định bên ngoài sa mạc. Khung cảnh xung quanh khi ấy thật vô cùng ảo diệu con bà điệu. Và rồi nữ chính đã gặp Miami.
Không ngờ cô lại nhẹ nhàng ngã vào lòng rồi sờ rú hắn ta như thể là đang yêu nhau. Đúng là mê trai thì có đầu thai cũng không hết. Sáng sớm hôm sau, Allen bị Miami đánh thức. Cô không hiểu kiểu gì mà mình lại có thể nằm ngủ ngoài sa mạc như thế này. Rõ ràng mới hôm qua còn đang lên nóc nhà bắt con gà cơ mà. Miami tiến lại gần hỏi xem nữ chính có biết con gái của hắn đang ở đâu không. Nhìn tấm hình Mio trước mặt, Allen có chút sợ đái ra máu nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Tôi chưa từng thấy cô bé nào đáng yêu như vậy cả. Miami biết mình không thể vào bên trong Quất Lâm Trấn. Chỉ cần xuất hiện gần đó hắn sẽ bị người dân bắn chết. Vì vậy hắn đã đe dọa và bắt ép Allen quay lại thị trấn để tìm con gái cho mình. Nếu không thì xác định làm quen với mùi đất dần đi là vừa. Không còn cách nào khác buộc nữ chính phải gật đầu đồng ý. Cứ như vậy hai người bắt đầu lết bộ trên sa mạc. Đúng lúc này một tên ăn thịt người khác chạy xe máy đến. Bởi vì đã lâu ngày không được húp giò lông nên hắn bày tỏ thiện chí muốn đổi xăng lấy người. Sau một hồi do dự, Miami đã đồng ý giao dịch vì không có xăng di chuyển ở sa mạc thì thành cá khô mất. Anh đưa Allen cho hắn rồi xách can xăng quay người rời đi mặc cho cô nàng gào thét van xin. Nhưng tất cả đã nằm trong toan tính của anh ta. Ngay khi gã béo vừa quay đi thì Miami đã dùng dao tiễn hắn về miền xa xăm. Anh lấy nước chia cho Allen uống cho đỡ khát rồi xin nhẹ một cánh tay của tên béo để làm thức ăn. Hai người sau đó lên xe rời đi. Đi được một lúc thì Miami đã phải dừng xe lại để cho người đẹp đi vệ sinh. Thấy bão cát đang đến, anh nhanh chóng dùng một tấm vải chạy đến che chắn cho cô. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng lại khiến trái tim của nàng thơ phải rung động. Tối đó, Allen đứng một góc nhìn Miami nướng BBQ cánh tay của gã béo rồi đánh chén. Cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ nên nữ chính đã tò mò lại gần hỏi thăm. Hóa ra Miami là người Cuba nhưng nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Để có cuộc sống tốt đẹp hơn, anh đã cố gắng làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Anh ta không phải là một kẻ lười nhác vô dụng hay ăn bám xã hội. Nhưng dù có thế nào thì nhập cảnh trái phép vẫn là phạm tội. Không có giấy tờ hợp pháp nên cuối cùng Miami bị đẩy vào sa mạc này. Allen cũng kể chuyện về hình xăm trên ngực của mình để đánh lạc hướng đối phương. Nhân lúc anh ta lơ là cảnh giác, cô liền rút dao ra đe dọa. Nhìn cô nàng cầm con dao một cách vụng về hướng vào người mình, Miami chẳng có đến một chút sợ hãi nào cả. Bởi vì anh biết rằng đối phương sẽ chẳng làm hại đến mình. Đang chuẩn bị đá lưỡi lếu lều lêu thì đột nhiên Miami bị một người đàn ông lạ mặt bắn trúng. Hóa ra anh ta là người của Quất Lâm Trấn. Người đàn ông nhảy luôn con xe và yêu cầu Allen quay về chung với mình. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Miami, cô nàng có chút không lỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn bỏ anh ở lại rồi lên xe quay về thị trấn. Mặc dù đã quay trở về được nơi an toàn, nhưng Allen lại không ngừng nghĩ về người đàn ông cơ bắp kia. Vì lo lắng nên cô đã quay lại sa mạc để tìm Miami. Nhưng khi nữ chính đến nơi thì không tìm thấy người đâu nữa, chỉ còn lại cuốn sổ vẽ của anh ta làm rơi trên cát mà thôi. Hóa ra ông lão nhặt ve chai đã vô tình nhìn thấy và đưa Miami về cứu chữa. Tối hôm đó ông ấy đãi anh món thịt quạ nướng mọi chấm với muối ớt xanh mà mình bẫy được hồi chiều. Lúc này tại thị trấn, Allen đang xem những bức tranh mà Miami vẽ. Qua đó cũng cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của người đàn ông này. Đột nhiên có gì đó thôi thúc nữ chính phải tìm bằng được Mio và đưa cô bé về với cha mình. Thế là Allen liền in hình đứa trẻ rồi nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm. Nhờ đó mà tình cờ phát hiện Mio đang đi chung với những cô gái đang mang bầu của tay thủ lĩnh. Mặt khác, Miami được ông lão đưa tới chỗ chiếc xe gắn máy. Ông trả lại con dao cho anh rồi tiếp tục đi mai ve chóc. Nhưng Miami lại nói rằng anh chẳng biết phải làm cái gì bây giờ cả. Vợ chết con thì mất tích. Điều này khiến anh tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Ông lão liền dừng lại rồi lục tìm trong túi đồ lấy ra một quả cầu thủy tinh để đổi lấy con dao của Miami. Dường như ông muốn nói rằng anh đã lầm đường lạc lối trong chính suy nghĩ và hành động của mình. Hãy từ bỏ và sống lại một cuộc đời hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Sáng hôm sau, Allen quyết định tới nhà của tay thủ lĩnh hỏi thăm. Khác hẳn với khung cảnh bụi bặm hoang tàn của Quất Lâm Trấn, nơi ở của ông hoàng giấc mơ ngáo đớ lại vô cùng giàu có và tiện nghi. Hỏi sao nhiều người lại bán mạng để đi buôn ma túy đến vậy. Nữ chính phát hiện ở đây còn có rất nhiều cô gái đang mang thai. Bây giờ tôi mới để ý thấy tay thủ lĩnh lại chính là siêu sát thủ John Wick. Chắc lúc trước cũng kiếm được ít tiền vốn nên qua đây buôn ma túy dưỡng già quá. Khi thấy Allen, hắn không tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại còn chào đón rất nồng hậu. Hắn dụ dỗ gạ kèo nữ chính ở lại xúc than cho vào cái lò hư hỏng với mình. Vì muốn cứu Mio nên Allen đành phải giả vờ đồng ý. Nhưng tay thủ lĩnh không ngờ rằng cô đã thủ sẵn một khẩu súng trong chiếc chân giả. Allen nhanh chóng bắt vợ con của hắn làm con tin và yêu cầu thả Mio ngay lập tức. À, còn thêm cho chị một chiếc xe điện nhưng tràn bình xăng nữa nhé. Ngay giây phút đó, nữ chính đã không còn đường quay lại Quất Lâm Trấn nữa rồi. Trên đường di chuyển, họ đã gặp lại Miami. Hai cha con vội chạy lại ôm chầm lấy nhau vui vẻ vì đã được đoàn tụ. Anh chàng khoai to 6 múi tính đưa con gái rời đi nhưng Allen bày tỏ mong muốn đồng hành cùng gia đình họ. Cô không muốn quay lại cái thị trấn đó nữa. Allen đã biết thứ mình cần lúc này là gì. Nữ chính muốn một cuộc sống thật sự chứ không phải đắm chìm trong những cơn phê ma túy bất tận. Kết phim, cô bé Mio xúc động chảy nước mắt.
không phải vì có một người mẹ mới mà là vì con thỏ yêu quý của mình đã bị biến thành món BBQ mất rồi. Ở cái thế giới loạn lạc như thế này đúng là không nên tin bố con thằng nào cả, kể cả đó có là người thân của mình đi chăng nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.